Đan Mạch giành quyền đi tiếp theo một kịch bản đầy ít ai ngờ tới, nhưng không vì thế mà họ bị đánh giá thấp hơn xứ Wales ở vòng 16 đội Euro 2021. Lịch sử đối đầu xứ Wales và Đan Mạch chưa gặp nhau nhiều trong lịch sử. Cho tới nay, họ mới chỉ đối đầu nhau 10 lần. Hai bên đã giao hữu nhau 2 lần và còn lại đều gặp tại các giải đấu chính thức của UEFA và FIFA. Đan Mạch đang là đội nhỉnh hơn về thành tích đối đầu với 6 trận thắng. Xứ Wales có 4 lần đánh bại đối thủ. Trong 2 lần gặp nhau gần nhất, Đan Mạch đều là người giành chiến thắng. Cả 2 trận đấu đều thuộc giải Nations League và diễn ra năm 2018. Đan Mạch đang nhỉnh hơn về thành tích đối đầu với xứ Wales. Lần gần nhất xứ Wales đánh bại Đan Mạch là vào năm 2008 khi hai đội đã giao hữu. Còn chiến thắng ở giải đấu chính thức của xứ Wales trước Đan Mạch cách đây đã 23 năm. Khi đó, xứ Wales đánh bại Đan Mạch với tỷ số 2-1 tại vòng loại Euro 2000. Phong độ hiện tại xứ Wales giành vé đi tiếp với 4 điểm có được. Họ có 1 chiến thắng, 1 hòa và 1 thua tại vòng bảng Euro 2021. Trong 3 trận trước thềm Euro 2021, xứ Wales cũng có thành tích tương tự như vậy. Họ chỉ có duy nhất 1 trận thắng trước CS tại vòng bảng vòng loại World Cup 2022. Bale vẫn là điểm tựa của xứ Wales, trong khi đó, hành trình vượt qua vòng bảng của Đan Mạch lại kích tính hơn xứ Wales rất nhiều. Ở trận mở màn Euro 2021, Đan Mạch nhận cả 2 thất bại trước Phần Lan và Bỉ. Hơn nữa, họ còn không có sự phục vụ của Christian Eriksen vì vấn đề tim mạch gặp phải trong trận đấu với Phần Lan. Thế nhưng, chiến thắng 4-1 trước Nga ở vòng đấu cuối đã giúp Đan Mạch san bằng mọi chỉ số với chính Nga và Phần Lan. Thậm chí, hiệu số 1 bàn đã giúp họ xếp nhì bảng một cách ngoạn mục. Đan Mạch đã vượt qua vòng bảng đầy kịch tính. Nhiều người đã nói về tinh thần của những chú lính chỉ tại Euro 1992, nhưng vẫn còn chặng đường rất dài ở phía trước để Đan Mạch hiện tại tái hiện lại thành tích của những người đàn anh. Tuy nhiên, chiến thắng trước Nga phần nào đã giúp Đan Mạch cởi bỏ áp lực. Và vì đội hình không có ngôi sao nào, Đan Mạch sẽ là thử thách rất lớn đối xứ Uân. Thậm chí, những chú lính chỉ hoàn toàn có thể tiếp tục hành trình cổ tích của mình. Đội hình dự kiến xứ Wales: Wood, Mepham, Rodon, Davis, Robert, Allen, Ampadu, William, Bale, Wilson, James. Đan Mạch: Schmeichel, Watt, Kjaer, Christensen, Miley, Delaney, Højbjerg, Jensen, Braithwaite, Wynn, Poulsen.